Tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn. Đức Hoàng Hậu Ma Gia phong nhã, sắc đẹp vườn ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thánh thường, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng, của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trượt, chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước, chỉ trừ người ý hiệp mi tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bào ngang tàn. Thiếp cúi đầu ngưỡng dòng thiên nhang, phê cho thiếp những điều xin ấy. Chú thích: Hoàng hậu là người vợ chánh của vua. Ma gia do phạn ngữ Maya, phiên âm là Maya hay Mahamaya, có nghĩa đại đa thắng hay là đại thuật, đại quyển. Bà Mahamaya là vợ chánh của vua Tịnh Phạn, nói cho đủ là Maya phu nhân, và là mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Người đời thường tôn xưng bà là Thánh Mẫu hay Phật Mẫu, là bậc sanh ra Đại Thánh. Sau khi sanh Thái tử 7 ngày thì Maya phu nhân thắt sanh lên cõi trời Đao Lợi làm vị tiên. Đến khi Đức Thích Ca thành Phật, Ngài có lên Đao Lợi Thiên giảng đạo cho Thánh Mẫu và chư Thánh Tiên nghe trọn 3 tháng. Chính nơi đây Phật giảng kinh Địa Tạng. Phong nhã là phong lưu tao nhã, ý chỉ người có đức hạnh văn chương và cốt cách sang trọng. Truyện Kiều có câu: phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Ngọc thốt hoa cười là ý nói người rất xinh đẹp, miệng cười tươi tắn như hoa nở, và nói ra lời trong trẻo như tiếng ngọc khua. Trước bệ là trước bậc thềm, do chữ bệ rồng, trước bậc chỗ vua ngự. Thánh thượng là lời tôn xưng ông vua, như là bậc thánh cao cả. Thần thiếp, tiếng khiêm tốn của người vợ đối với vua. Hoàng gia, nhà vua. Vinh quang là vẻ vang rực rỡ. An nhàn cũng viết là nhàn an, có nghĩa bình yên thông thả. Đức thầy có câu: người tu hành phải trừ nghiệp chướng, với bốn ma mới đặng an nhàn. Thế trượt là cõi đời đầy sự xấu xa nhơ quế. Chẳng phiền là không muốn làm nhọc công bận rộn ai, ví dụ tôi chẳng muốn làm phiền anh. Lòng lầu là lầu rồng, tức cung điện của nhà vua. Khoan dung đại độ là người có đức độ rộng lớn, thường hay tha thứ những kẻ lầm lỗi. Đức thầy từng dạy: hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Thô lỗ là thô tục lỗ mãng, ví dụ
nói năng thô lỗ, cử chỉ thô lỗ. Đức Thầy hằng khuyên, hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ, làm cho đời sống được im dịu, thanh bai hơn. Ngang tàng, ngang ngược, ngông nghênh, không biết lễ nghĩa liêm sĩ. Ví dụ, ăn nói ngang tàng bạo ngược. Ngưỡng vọng là trông lên mà cầu mong cho được một sự việc gì. Đức Thầy có câu, đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Thiên nhang theo nghĩa chữ một là mặt trời có sức sáng chói cả thế gian, được ấm áp đượm nhuần vạn vật, không sót chỗ nào. Nên khi nói đến thiên nhang là để tôn sưng vị vua có đức hạnh ban ân huệ cho vạn dân được no ấm, như mặt trời chiếu soi vậy. Sách Xuân Thu có câu, thiên quay bất di nhang chỉ xích, quay đất của trời dù gan tất cũng không sai chạy. Nghĩa bóng là chỉ cho nhà vua. Phê là bằng lòng ký nhận vào văn kiện của người khác, được phép thi hành theo lời cầu xin. Lược giải từ câu 109 đến câu 124. Hoàng hậu Ma Gia là vợ chính của vua Tịnh Phạn, người có đức hạnh hiền hòa, thông minh tột chúng, phong nghi cốt cách đoan trang thùy mỹ, miệng tươi như hoa, lời thanh tợ ngọc, thật xứng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Bà gồm đủ tài sắc và đức độ, ai được kiến diện cũng đều khởi tâm vui thích. Sáng hôm nọ, bà tắm gội và trang phục sạch sẽ, rồi thân hành đến trước sân chầu của vua Tịnh Phạn quỳ tâu rằng, từ khi thần thiếp được lệnh vua ban ân huệ, cùng hưởng mọi sự vinh hạnh, thật chẳng thiếu điều chi. Nhưng từ nay, xin vua cho phép thần thiếp sống cảnh nhàn thanh để lo tịnh dưỡng thân tâm, xa lần sự thường tình thế trược. Thiếp chẳng muốn làm bận các vệ hầu tỳ nữ như trước, chỉ cần một vài kẻ ý hiệp tâm đầu là đủ, với mục đích được ở nơi thâm cung thanh tịnh là để lo tu tập các đức tánh cao đẹp, chớ không chi khác. Đây cũng là phương tiện cho thần thiếp bớt nghe thấy những tiếng tục tằn thô lỗ, những cách ở ăn vô lễ, tàn bạo ngược ngang. Vậy ngưỡng mong lệnh vua quan hỷ chuẩn phê cho thần thiếp những điều cầu xin ấy.